gốc từ Đông Nam Á. Món tráng miệng đông lạnh này được biết đến dưới cái tên kem cuộn Thái hoặc kem chiên chảo lạnh. Bắt đầu ở Thái Lan vào năm 2009 như một món ăn đường phố phổ biến. Món tráng miệng này lan sang các nước láng giềng và trở thành một phong cách phổ biến của kem vào năm 2012. Nó được giới thiệu ở Philippines vào năm 2015. Nhờ một video lan truyền của một người đàn ông làm món kem xào trong 3 phút, khách hàng bắt đầu ghi lại quá trình cuộn kem hoặc gelato được xào và được đưa lên Internet. Những video này đã trở nên lan truyền và các quốc gia khác bắt đầu đón nhận xu hướng này. Thị trường Việt Nam cũng không để những tín đồ món ăn lạnh này chờ lâu. Kem cuộn cũng đã từ lâu có mặt trên thị trường kem Việt đóng đô thương hiệu tại các hội chợ ẩm thực, giành được nhiều sự yêu thích từ giới trẻ. Có hương vị được đổ vào chảo đá nơi nó được cắt nhỏ và chế tác cho đến khi chất lỏng trở thành kem. Các thành phần cần thiết khác được thêm vào và hỗn hợp được cắt nhỏ và thăm dò cho đến khi một kết cấu kem đã hình thành. Hỗn hợp được trải trong một lớp mỏng trên chảo, sau đó bắt đầu ở một bên. Kem hoặc gelato được cuộn thành hình trụ của chúng với việc sử dụng thìa. Các cuộn được đặt trong một cốc kem và trang trí với bất kỳ topping mong muốn. Chẳng những ngày càng được nâng cấp về chất lượng, giá trị thẩm mỹ của kem cuộn ngày càng nâng cao với những thành phẩm đa dạng trong cách thức trang trí thêm thức topping. Mà cả quá trình người nghệ nhân làm ra những cuộn kem cũng khiến người xem phê không kém. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn nút đăng ký để không bao giờ bỏ lỡ thông tin cập nhật từ chúng tôi.